Hello mọi người, một ngày của các bạn sao rồi nè. Hôm nay mình bắt đầu ngày mới bằng một cái ly matcha đá sữa tươi. Cùng với đó thì tụi mình có order bánh mì Việt Nam nè. Mình vẫn đang quay clip thử thách 6 ngày 6 đêm ăn kem, các bạn nhớ đón xem nha. Sau đó thì mình học bài. Đây sẽ là một ngày mà mình sẽ không đi ra ngoài, tất cả hoạt động đều ở trong phòng. Buổi sáng có dậy trễ nên là ăn sáng trễ. Nên là buổi trưa thì mình sẽ ăn cơm chiên, sau đó thì là một cái ly mãng cầu dầm sữa. Mãng cầu Đài Loan thì như là một sự kết hợp của mãng cầu và mãng cầu sim ở Việt Nam vậy đó. Mình để sẵn chai Shinsu ở trên lab luôn để có gì cũng có thể ăn nè. Cái này cũng là một nét đặc trưng khi đến Đài Loan, bạn nhớ thử nha. Xong rồi mình skincare nhẹ bằng đắp mặt nạ nè, mặt nạ này có thể đắp hàng ngày luôn á. Cho buổi tối thì hôm nay mình sẽ nấu lẩu. Ta nói nó siêu ngon luôn nha. Sau khi ăn xong hoặc là trước khi đi ngủ thì mình sẽ ăn một gói thạch collagen. Comment cho mình biết một ngày của các bạn sau rồi nha.